Té tiếp đây. Bà nhìn cái gì mình cận không? Thôi tớ chẳng dám. Bắt ta này phi xuống ơi. Hoàng kìa. Ăn mảnh chứ nhỉ. Uống nước ấy, liều uống nước. Chết chưa, báo ứng nhá. Được rồi, tớ người khô, tớ đi lấy cho. Ai? Bạn muốn lấy cả nắm hay là... Ôi, cứ để cho bạn ý hết ít sức lực đi không. Đây, bạn ơi. Wow. Từ ghê nhất là nhìn thấy máu. Nhìn má thôi. Khổ thật đấy. Đùa lắm đấy. Cho đấy, cẩn thận nhá. Tên đi về đi, lạnh quá. Kia đôi kia có thấy lạnh đâu. Con có đôi mà, có đôi thì nó ấm. Nhìn tớ đây này, điệu nghệ về. Nhìn này, thu làm sao bằng được. Đấy, ba cái liền nhá. Đẳng cấp. Nhìn thế này. Đấy. Làm gì có trình độ mà lia. Nhìn đây này. Thôi. Ao ta dậy về tắm ao ta thôi. Vui gì. Ướt hết rồi còn vui. Thế mà tớ không ướt mà tớ vẫn thấy vui. Thế mà tớ không ướt tớ vẫn thấy vui. Hai bạn kế toán này bị chảy máu chân này. Là tớ vẫn còn áo ấm này. Sao tớ mượn? Thôi bạn mượn thì tớ chết rét à. Thế này rồi ai thì nó đi bộ về nhá, đừng có like không mà. Mình ấy. Thấy chưa? Tớ chỉ cho mấy chỗ đi lội suối là vui. Đoạn kia thì công nhận là không thấy vui. Nhà Liễu ở gần đây, thỉnh thoảng xuống đây mà chơi. Dẫn Hoàng xuống, lại bơi... À. Đùa rồi nhưng mà vẫn thấy rét. Đã bảo sâu rồi cố đẩy ra. Cố đẩy, cứ cố lôi ta ra là còn. Sao đi mình đi. Rõ ràng mình đẩy ra về. Cố đẩy đi vào người ta. Lợi dụng. Nói chung là cả hai đều lợi dụng cả hai. Chưa dùng nhau cả. Không được knock out là như thế. Mà lấy cái gương. Chúng ta thật là đồng quá. Đi. Nhỏ đi.